Sáng ngày 8 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu chủ trì Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố thành phố Hồ Chí Minh làm việc với đoàn kiểm tra thuộc Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia do Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn. Buổi làm việc nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện luật phòng chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành, kiểm tra kết quả thực hiện các biện pháp phòng chống khủng bố tại Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót mà đối tượng, tổ chức khủng bố có thể lợi dụng để khủng bố, phá hoại. Đồng thời, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong thi hành luật phòng chống khủng bố để chủ động đề xuất các giải pháp khắc phục, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khủng bố.